what assumption ở đây có nghĩa là những cái giả định mà được mặc định là đúng khi mà sử dụng cái what ý. Thì cái phần này khá quan trọng, tại vì là nó là cái bản chất đấy, tức là mọi người hiểu cái bản chất là what là cái gì, như thế nào ý. Đây thì những cái assumptions của what này, đầu tiên ý là cái project mà được dùng cái what ý để discount đấy, nó phải là một cái average risk project, có nghĩa là một cái project mà có cái độ rủi ro trung bình. Thì cái này có nghĩa là gì? Có nghĩa là average risk project ở đây có nghĩa là cái độ rủi ro của cái project đấy nó phải bằng với cả cái độ rủi ro trung bình của công ty đó. Thì tại sao là như thế?